Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Cháu Quân xin chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Một ngày mới, hai anh em xin được gửi một lời chúc tới tất cả các bác anh chị ở trên kênh luôn gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa quang, ở đây thì các bác có theo dõi được tin tức phim hôm trước thì cũng đã biết được rằng là em Quân là vừa làm cái phần thanh minh cho bố của em xong các bác. Hiện tại thì bây giờ cháu Lực cùng với em Quân thì sẽ dọn dẹp thêm lại một chút nữa các bác. Như thức phim hôm trước thì là mấy anh em phát cỏ đấy các bác, là nó còn chưa được khô mấy. Bây giờ thì là nó khô hẳn rồi Quân nhỉ? Vâng ạ. Thế thì một tí nữa mình đem đốt ở đâu? Đốt ở đây. Đốt đây thôi nhỉ? Vâng. Lấy cái này cào đây. Vâng. Đấy, khô rồi nhỉ? Cái này đốt là cháy rồi đấy nhỉ? Vâng ạ. Cái chỗ thửa này thì là Quân là mấy nữa, nếu mà đến mùa vụ mà trồng rau ấy thì là cày lại nhá. Vâng. Cuốc hết xong là trồng rau đi. Vâng. Để mà cải thiện cái cuộc sống với lại bữa ăn hàng ngày của em nữa, với lại ông bà nữa. Vâng. Cháy không ấy? Có. Đây này thì chắc là các bác có theo dõi được thức phim trước ấy các bác. Thì thấy Quân là rất là buồn trong lúc mà đang dọn cỏ cho người bố với lại người mẹ. Hai cái ngôi mộ thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rất là nhiều rồi các bác. Chỉ có mỗi ngôi mộ của người bố là trong là con xác thôi. Còn là ngôi mộ của người mẹ là trong. Là chỉ có gọi là như kiểu là cái quan tài không thôi. Ông với lại bà thì giờ có ở nhà không? Hay là đi lấy cỏ rồi? Ông thì lấy cỏ chưa về đâu. Ông thì lấy cỏ chưa về à? Vâng. Phải đến chiều tối như này thì là gia đình của Quân đấy các bác, lại ông bà nữa, mỗi người làm một công việc. Em Quân thì làm việc này, còn ông thì là đi chuyên đi lấy cỏ nhiều hơn, lấy cỏ cho trâu, lại cho bò với lại cho dê là nhiều hơn các bác. Đốt cho nó lan rộng ra đi Quân ạ. Đúng. Cháy to quá mà. Đốt vào đây luôn. Rồi đến hôm nay là khi mà dọn dẹp xong các bác thì sẽ kết thúc cái một cái năm mà làm tảo mộ cho người bố của mình. Như năm ngoái thì là không có được làm tảo mộ cho bố và không có được làm tảo mộ cho mẹ. Thế nhưng mà năm nay thì là đến thanh minh rồi, thanh minh của người bố với lại cả người mẹ nữa. Khi mà nhìn thấy Quân vừa dọn cỏ vừa khóc ấy, cháu Lực cũng không có biết là phải chia sẻ như thế nào nữa. Đấy, cũng chỉ biết là được gửi cho Quân là những cái lời an ủi thôi. Nóng quá. Vâng. Cái này đốt để mình lấy treo cho đó Quân ạ. Vâng ạ. Anh để trên này nhá. Vâng ạ. Ôi, nhiều khói quá cô bác ạ. Ui. Nóng ấy nhỉ? Vâng. Này may là trên này cũng không có dây điện nào nhỉ, chứ không là đốt to đến là đốt không được đâu. Vâng. Ai.
Nay là phải trong để cho nó đốt hết hẳn đấy nhỉ. Quân vâng. Khều khều một tí. Vâng. Rau này thì đã tàn hết rồi Quân. Vâng ạ, hôm trước em lấy cho con lợn hết rồi. Rau này là lấy nó già hết rồi đúng không? Vâng ạ. Thế là bây giờ là chuẩn bị là trồng vào rau mới được không nhỉ? Vâng ạ. Quân, hôm Quân muốn trồng thêm rau gì? Bây giờ trồng nó đang có bí thì chưa cần trồng được. Nhưng mà anh thấy là có một, hai, có mấy cây bí thôi. Vâng. Cái đố này thì đã hết rồi, bây giờ thì để hôm nào là làm lại cái phần này đi. Vâng. Mấy cây thì ở nhà có mọi cái thì cũng có đầy đủ hết rồi. Trồng rau là trồng để mà mình ăn thêm, chứ không là suốt ngày ăn đâu thì chỉ thấy là có rau bí thôi. Có vẻ là chiều tối nay thì sẽ có mưa to đấy các bác, nhìn thấy là có gió rất là nhiều rồi bây giờ ấy. Đấy là bây giờ nó không cháy rồi, phải cho cái này này vào này. Vâng. Cho cái trên này vẫn cháy đi. Không muốn cháy à? Vâng, nó đang cháy từ từ. Đây. Cho thì nó cháy hết đi rồi đi làm việc khác thì mới làm được. Vâng. Mày Hiếu thì đi học về chưa? Về rồi ạ. Đi học về rồi à? Vâng. Em khều khều nó cho nó ở trên nó đi. Không khều cái khều bên này này đấy. Tí nó cháy hết được. Nó này nó nếu mà nó chưa khô hẳn là nó có nhiều khói lắm ấy. Thế là bây giờ như này thì đến lúc nào thì mình lại làm cỏ được? Làm cỏ cho mộ bố được, với lại mẹ được. Đây bây giờ cũng chắc là phải lâu rồi mới được dọn được. Phải lâu rồi à? Vâng. Thế những ngày bình thường nếu mà nó có cỏ nhiều thì mình có được dọn không? Không, mình chỉ được cắt xung quanh thôi. Chỉ được cắt xung quanh thôi à? Vâng. Nhưng mà lúc khi cắt thì mình có thắp hương cái gì không? Mình thắp cũng được à. Mình muốn thắp thì thắp, còn không muốn thắp cũng được ạ. Là lúc nào mà cỏ nhiều quá thì mình vẫn dọn được xung quanh đúng không? Vâng ạ. Đấy, gió nhiều quá các bác ạ bây giờ ấy. Nay không cẩn thận là tối nay mưa to lắm ấy. Vâng. Tối nay xem là cái gì nên cất thì là cất ra hết đi. Vâng. Bà thì có vẻ như là đi về rồi nhỉ. Vâng. Thấy là đi theo là cầm thêm một cái cành cây sao mộc nữa các bác ạ. Một cái cậu bé mà năm nay mới chỉ có 14 tuổi thôi. Nhưng mà em có một cái suy nghĩ như kiểu là một cái người mà phải nói là đã rất là trưởng thành rồi cô bác. Đây cũng rất là may mắn là em ấy còn thêm là ông với lại bà, với lại bé Hiếu. Có người để mà gọi là người thân cận đối với lại em Quân. Đấy, còn nếu mà có một mình em ấy thì phải nói là cuộc sống rất là cô độc cô bác ạ. Thank you.
Này chưa khô máy. Chỗ này là chưa khô máy, nên ra nó chưa đốt hết đây. Vâng. Nó chưa cháy hết đây. Cái này thì khô, khô và nó cháy nhanh nhất. Vâng. Này thì tận dụng lại là để những cái gốc cây gốc cây mận này. Vâng ạ. Có vẻ như là cái nhà vệ sinh này nó mục hết rồi Quân nhỉ? Vâng ạ. Nhà vệ sinh này thì cũng làm từ được rất là lâu rồi các bác ạ, được độ tầm là đây nhà tắm đấy các bác chứ không phải nhà vệ sinh, làm được độ tầm là 3 tháng rồi. Vâng. Nhưng mà cho nên là nó mục tách này thì là trong này không có nước một tí nào à? Bây giờ nước trên kia cũng cạn rồi. Nước trên kia là không cạn, không có thể xuống đây được đúng không? Vâng. Hãy cầm một cái liềm đi về đi. Không biết là bà là đi xuống lấy nước hay sao nhỉ? Củi đây là Quân hôm qua cưa đúng không? Vâng. Củi này là cành cây. Chắc là để đấy cho nó khô rồi thì mới lấy về hay là như nào? Bây giờ lấy về thôi, tối nay lại mưa rồi. Tối nay lại mưa rồi à? Vâng. Đây thì củi này thì chưa bổ nhỉ? Vâng ạ. Để dưới gầm sàn nhà bên này à? Vâng ạ. Nào đây anh, tới nhắc anh. Thì em xem nếu mà cây nào thẳng thì làm bốn cái chân thì làm giống như cái dương. Đi tìm cây về làm chú, làm chuồng cho con dê. Làm chuồng cho con dê á? Vâng, bây giờ bên kia bé quá. Mấy cưa thì có ấy. Thì xem vâng. Là cây nào cưa được làm thì cưa làm xong là mua đinh về đóng thôi. Vâng ạ. Cái thân to này có thể phải là cưa làm cái ván được này nhờ? Vâng ạ. Đây này thì có thêm là mấy bạn nhỏ ra chơi nữa. Và thêm cả bé Hiếu nữa các bác. Bé Hiếu chạy ra kia rồi. Ui, cái này thì cưa như chưa đứt máy đây. Nào, để anh nào. Có đây thì có không biết có mấy bạn nào cho anh mượn đích. Vâng. Có để Hiếu lại thêm là cái bạn nhỏ nữa. Không biết là làm gì đây. Bây giờ trong em đi kìa. Là đi trong em, trong cháu à? À. Ông xin cậu Hiếu. Ông xin không? Đây chú cho đây. Cháu xin. Rồi, khoanh tay chào các bạn ạ. Con. Chào các ông các bà. Chào các bà. Rồi, chơi với ai ở đây à hả? Hả? Chơi. Nào, ra đây. Chú cho này, bạn nhỏ đấy nhá. Anh trai thì không lấy nhá. Rồi. Bye bye. Bye bye Hiếu. Bye bye đi. Bye bye, không bye bye chú đi về nhá. Bye bye chú đi về nào. Bye bye. Rồi. Ui ôi, Quân thì khanh một cái cành mà to quá của bác. Làm hai khúc luôn chứ không là tí lâu quá của bác ạ. Đi ra Quân ơi. Một tí nữa Quân xếp lại sau. Đây Quân. Bóc đi, bóc cho cháu ăn đi. Đi bóc không? Đây, chú bóc cho. Chú bóc cho ăn nhá. Nhá. Không có dao à. Rồi, bóc này nhá. Cháu xin. Xin chú Lực. Rồi. Đấy. Chắc là cái tên chú Lực thì rất... Vậy chú bóc hả má? Chú bóc hả má? Bóc hả ạ? Bóc hả? Vận chuyển vài khúc gỗ thôi là cảm thấy là
là như kiểu là tập thể dục các bác, nóng người luôn. À, bác. Bà thì đang ở dưới bên kia, là lấy nước về để mà để cho con cám lợn. Đây, bây giờ thì cũng đã dọn dẹp xong là cái phần mộ cho bố với lại cho mẹ Quân rồi. Hầu như là hai ngôi mộ thì vẫn còn làm rất là đơn sơ đấy các bác. Chúng chị đã làm từ bằng đá. Cái này thì tí nữa mình xếp sâu nhỉ? Vâng. Cái này thì lấy về hết đó, xong rồi một tí nữa mình xếp cho nó gọn vào. Vâng ạ. Ngon không? Ngon không hả? Đi bù ma suốt rồi. À, còn hai khúc nữa thôi là hết rồi nhỉ? Vâng ạ. Ra đây để anh em một cây, Quân một cây nào. Em cầm đi cũng được. Đây. Còn cành cây nhỏ này. Quang. Vậy bà là đây là chuẩn bị cám lợn là cho ngày mai rồi các bác. Hả, bước cái thùng áp này thùng áp hồ? Bước cái thùng ạ. Cái cám lợn này thì là ngày mai bà mới đun lên. Buổi sáng thì bà dậy từ mấy giờ để làm cám lợn? Bà sáng là 5 giờ. Sáng là 5 giờ à? Vâng ạ. Bây giờ xếp xếp củi cho nó gọn ra đi. Vâng. Hay để như này nó ngổ ngang quá, lúc nào mà nó khô thì mình đem ra buộc sau. Vâng. Em đang tìm mấy thanh đi. Làm ở chuồng dê ở phần phía sàn nhà bên này đúng không? Vâng ạ. Chắc cao đến thế rồi. Thế nó rộng. Đây nha, Xuân nha. Vâng. Cái này khô rồi. Có thể đốt được rồi. Lấy cái khung ra đi. Ôi dồi ôi. Bé Hiếu thì là chơi với lại cháu à hả? Hả? Phải không? Phải không? Hả? Đây, cho chú xem. Hề cái gì mà hề. Bé Hiếu thì là dưới kia này, cô bác này chơi với lại một cái bạn nhỏ còn dắt tay cơ. Hiếu chú bên này mà Hiếu to. Thì nó rơi ấy nhá, bé Hiếu. Thưa các bác, hôm nay thì tôi cũng đã cùng em Quân là làm cỏ xong cái phần dọn dẹp, coi như là làm mà thanh minh cho là người bố với lại người mẹ của em Quân rồi các bác. Ở đây thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rất là nhiều lần rồi. Chắc là các bác cũng biết được rằng là mộ của người bố với người mẹ của Quân ấy thì chỉ có là người có mối là người bố là có xác thôi nhỉ. Vâng ạ. Như mẹ của Quân thì là Quân có biết là mẹ ở trên Trung Quốc ấy mất ấy thì là có mộ ở đâu không? Em không biết đâu. Không biết à? Vâng ạ. Thế là bây giờ là chỉ biết là mẹ mất là làm cái phần làm ma chay cho mẹ đúng không? Vâng ạ.
Làm ma chay thì là trước làm chung với cả bố à? Vâng ạ. Nếu không gọi hồn thì sợ mai mai sau em đi đâu làm gì cũng không sợ cũng không làm được đúng không? Vâng ạ. Cái điều đấy tâm linh thì đôi lúc thì không gọi là không tin thì cũng không phải các bác ạ. Nó có rất là nhiều điều mà mình còn không có biết được trước là điều gì ấy. Thành ra là không biết là lý giải nó làm sao cả. Đấy, lúc đấy thì con cũng đã vừa dọn xong có ở phần chôn bụi, chôn mộ của bố với lại mẹ của con. Bây giờ thì ông đang lấy cỏ kia, ông cũng vừa lấy xong. Bây giờ con sẽ đi giúp ông hộ ông vác cỏ về nhà. Ông thì năm nay cũng đã được 78 rồi, cũng sắp gần 80 rồi. Nhưng mà ông của con vẫn rất là chăm chỉ, lúc nào cũng luôn giúp con. Ông cũng chỉ thấy con một mình thì cũng không làm được nhiều, ông cũng ra giúp con. Giờ ông cũng muốn nghỉ nhưng mà giờ ông không nghỉ được. Ông nhìn thấy con một mình tự làm thì giờ ông thì không thể nhìn con làm một mình. Lúc nào ông cũng thấy cùng con làm. Ông của con thì sáng sáng với lại tối, sáng thì lấy 10 giờ lấy một bó, 1 giờ lấy một bó, tổng cộng tất cả ông lấy cả ngày được 3 bó. Hôm trước cũng rất là may khi được bà bé gửi tiền để cho anh Lực đưa ông xuống Lào Cai để khám. Bây giờ ông cũng đã khỏi và cũng sắp khỏi hẳn rồi. Nhìn ông khỏi con cũng rất là vui khi được bà bé gửi tiền để đưa ông đi khám. Khá là nặng. Phải nghỉ một tí đã mới đến nhà được rồi. Ông lấy cỏ cũng lấy được khá là nhiều, rất là nặng. Đấy, giờ ông thì còn đang lấy củi dưới kia, tí về nhà ông lấy về đun nước. Lúc nào ông đi lấy cỏ cũng đều lấy củi về, không được nhiều cũng được ít. Ui.
triệu. Bây giờ cũng đã gần đến nhà của con rồi, cũng còn một đoạn vé nữa thôi là đến rồi. Khá là nặng. Bây giờ con sẽ nghỉ ngơi uống nước một tí đã. Vừa rồi thì em Quân cũng đã đi phụ ông để mà vác cỏ về của bác ạ. Nói là ông thì thường thường là đến chiều tối như này thì ông đi lấy cỏ rất là nhiều của bác ạ. Có những buổi thì ông đi lấy được 2 bó cỏ, còn những cái buổi thì là ông chỉ đi lấy được 1 bó cỏ thôi. Tại hôm nay thì cũng đã cùng em Quân là hoàn thành xong cái phần làm thanh minh cho bố với lại mẹ. Phải nói là hôm qua khi mà cháu được cùng với lại em Quân đi dọn cỏ đấy các bác, thì thấy là em Quân là khóc rất là nhiều các bác ạ. Nó là những cái tiếng khóc mà khi mà cháu Lực nghe được và nhìn được thì thấy rất là xúc động. Cái ngôi mộ này có phải là nhà Quân làm, có phải là để không? Đây là ngôi mộ cụ của nhà bọn em ạ. À, cụ à? Vâng. Bây giờ thì con lấy cỏ đi về, lấy dê chứ không? Lấy dê thì con nào con đấy thì đều rất là khỏe mạnh. Đến chiều tối này thì lấy về buộc gần nhà nhỉ? Vâng ạ. Dê này kéo rất là khỏe, dê này ấy. Đi đường nào ấy? Đường dưới nhỉ? Vâng ạ. Đấy kéo cơ. Dây đấy. Con này có cảm giác như là nó khỏe hơn đấy nhỉ? Phải lấy kéo nó mới đi được. Lúc nào lên dốc trên này lúc nào cũng phải lấy kéo lên nó mới lên. Kéo lên nó mới lên à? Vâng. Còn hai con được với lại con già hơn này thì đi quen rồi. Đi ra nha, dê ấy nha. Vù. Hiếu, đá mà Hiếu. Đá à, em đi vào trong buộc đi. Đây để anh cầm cho. Buộc từng con một à? Đây để anh cầm cho. Rồi, buộc con nào. Thì, buộc con này trước, con này buộc đầu bên này. Thế là mỗi con là buộc một góc là lúc nào cũng buộc góc đấy à? Vâng. Từ từ đã, để anh kéo này ra nè. Anh kéo này ra nè. Vâng. Đây kéo này ra nè. Đây con nào con đấy thì đều ăn cỏ à. Rất là căng bụng quá. Đây quần nào buộc con này đi. Cái con này hôm nọ thì là bị một chút là ghẻ nên các bác này đấy, nhưng mà sau khi mà bôi thuốc ấy thì cũng thấy là đỡ hơn, đi rất là nhiều rồi. Dây đực ấy. Đấy, này Quân. Vâng. Dạ.
Dâm đi thôi, chút đó. Dâm đi rồi mẹ. Ra đây tí con dê húc nhá, bế em ra kia đi, bế em ra kia đi, bế em ra kia đi. Em có vẻ là thích xem dê ấy nhờ. Trời tối rồi, sắp bế em đi về rồi nhờ. Được chưa? Tí mắt càng càng, được rồi ạ. Tầm đến cái mùa này thì là có cái con bọ, bọ chó rất là nhiều các bác. Đấy. Cái tổ ông này thì là nó còn ở không quân? Có. Có à? Vâng ạ. Trước tổ này thì đi tận đâu để lấy về? Trước lên trên rừng lấy về. Rừng lấy về à? Vâng ạ. Hầu như là bà con đấy, có bác ở trên vùng cao đấy. Cháu Lực cũng thấy là nếu mà gia đình nào mà bắt gặp là tổ ong ở trong rừng ấy thì là cũng bắt đi về, về nhà để mà nuôi. Đấy, nhưng mà nuôi thì cũng không cho ăn ăn uống một cái gì cả cô bác ạ. Cho nó là đến mùa mà có hoa thì nó tự đi lấy phấn về để mà cho nó có mật cô bác. Thưa cô bác, hiện tại thì trời cũng khá là tối rồi cô bác ạ. Đấy, chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc bài thức phim này thưa cô bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào Quân, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Tạm biệt các ông các bà. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye, bye các ông bà. Bye bye. Bye. Rồi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.